tất cả các bạn đến với chương trình Bé Kể Bé Nghe của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Mình là Vinh Sơn Nguyễn Gia Hiếu, mình đến từ giáo xứ Thới Hòa. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn về hai phép lạ của Chúa Giêsu, gồm có phép lạ thứ nhất, Chúa Giêsu hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana; phép lạ thứ hai, Đức Giêsu chữa nhiều người đau ốm và bị quỷ ám. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phép lạ thứ nhất nhé. Đức Giêsu hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chung đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra. Còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng thiết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilee và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phép lạ thứ hai nhé. Đức Giêsu chữa nhiều người đau ốm và bị quỷ ám. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Có người bị phong hủi đến gặp người, anh ta vì quỳ xuống van xin rằng: nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạy lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh và anh được sạch. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem một cái ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng, nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới giữa mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt xuống. Ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy trống của con mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác trọng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình. Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.